Căn phòng này rất đặc biệt bởi chỉ toàn đàn ông sống chung dưới một mái nhà, và một trong số họ là người đảm đương việc nấu ăn cho cả gia đình. Sáng thì phải ăn cá mú đỏ hấp thượng hạng, trưa thì làm tí tôm hùm bào ngư, còn tối thì ngốn canh vây cá mập vo viên cùng đậu hũ. Ngày nào đầu bếp Jun cũng sáng tạo ra vô số các món ăn để phục vụ cho mọi người, vì đó là thứ duy nhất giúp họ có động lực để tiếp tục làm việc ở một nơi không ai ngờ tới. Cứ như vậy sáng nào mọi người cũng phải đau đầu vì không biết hôm nay sẽ được ăn sơn hào hải vị gì đây nữa. Tám người đàn ông này hiện tại phải xa gia đình cùng bạn bè, tất cả chỉ vì họ đang công tác tại một trụ sở nghiên cứu khoa học được đặt tại một đỉnh núi, nơi có độ cao 3.800m so với mực nước biển ở Nam Cực xa xôi lạnh giá. Nhiệt độ quanh năm lúc nào cũng ở ngưỡng âm 40 độ C là thấp nhất, do đó đừng ai hỏi là tại sao Nam Cực mà lại chả thấy mấy chú chim cánh cụt chạy lon ton nữa nhé, lại thế này tới tôi còn sợ chứ huống hồ bọn thú vật. Mỗi người trong số họ ai cũng có vai trò và nhiệm vụ riêng của mình, và dường như họ rất gắn bó với nhau, bởi đó là cách duy nhất để sinh tồn ở một nơi khắc nghiệt như thế này. Jun là đầu bếp rất tài giỏi lại còn khéo léo, nên lúc nào anh cũng có thể chế biến ra nhiều món ăn hấp dẫn để thiết đãi những thành viên còn lại, trong khi đoàn nghiên cứu đang phải vật lộn với bão tuyết và gió rít ngoài kia. Anh xuất thân là đầu bếp phục vụ trên các chiến hạm hải quân Nhật Bản nên đã được đào tạo rất bài bản và chuyên nghiệp. Lúc đầu bếp trưởng của anh được cử đi theo đoàn nghiên cứu tới Nam Cực, nhưng vào phút 90+10 thì ông lại bị tai nạn ô tô. Thế là cấp trên quyết định đưa nam chính vào danh sách trúng tuyển. Vợ con anh sau khi biết tin đã cười như cắn thuốc dù sắp phải xa bố và chồng trong suốt một năm trời. Đứa con gái còn bảo bố đi nhớ chụp hình chim cánh cụt cùng cáo tuyết mang về để cô bé khoe với bạn bè hàng xóm. Khi thấy phản ứng của gia đình như thế, Jun cũng thắc mắc không biết đây có phải là vợ và con ruột của mình hay không. Quay lại với thực tế khắc nghiệt, Jun phải đảm đương công việc nấu ăn cho 7 thành viên còn lại 3 buổi mỗi ngày, trong khi họ ra ngoài làm việc đảm bảo tiến độ dự án nghiên cứu. Người đầu tiên và cũng là trẻ nhất là anh nghiên cứu sinh, tiếp theo là chuyên gia khí tượng Ghi Ra Kén Ăn, còn ông ta cho thì lại ghiền Miramen không khác gì dân hiện Mai Thúy Đớ, Bon là nhân viên liên lạc chuyên phụ trách mảng tiếp nhận và chuyển đi thông tin giữa các trung tâm nghiên cứu. Những người còn lại là chuyên gia băng tuyết mô tô, ông bác sĩ đam mê cảm giác mạnh và chú tài xế lái xe. Sáng nào họ cũng tập trung xếp hàng ở chỗ nhà vệ sinh vì ở đây chỉ có 2 toilet. Ai tiểu tiện thì để cờ trắng, còn ai táo bón thì để cờ đỏ cho người khác còn biết mà không hối thúc. Chẳng gì sung sướng bằng yểm đái kịp thời mà còn bị dí thì chịu sao nổi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi họ sẽ tập trung ở khu ăn uống để tập thể dục buổi sáng cùng các chị em sinh tươi mặc đồ bó trên TV. Jun tập qua loa rồi chui vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho hội anh em xương máu tình nghĩa lộn cái bàn. Hôm nay anh bắt nồi cơm để làm món cơm nắm tuyệt hảo đạt chuẩn 3 sao Michelin. Gạo sau khi chín sẽ được anh đầu bếp nhào nặn đều tay rồi bỏ trứng cá hồi lên trên trước khi gói chúng trong miếng rong biển tươi ngon. Để đồng nghiệp đỡ khô miệng thì Jun còn nấu thêm nồi canh cà ri bào ngư thơm hoa bổ dưỡng. Sau khi tất cả đã được chuẩn bị xong, nam chính vác loa chạy xung quanh trung tâm để gọi mọi người về ăn cơm. Cả buổi mệt nhọc và tê cóng ngoài trời nên khi tiếng gọi thân thương của anh đầu bếp vừa cất lên, ai nấy đều cắm đầu chạy về trung tâm để thưởng thức các món ngon đầy dinh dưỡng kia. Vì sợ đồng nghiệp cướp mất những miếng thịt cá ngon nhất nên ai cũng ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói 7 ngày 7 đêm. Một người đầu bếp như Jun khi nhìn thấy cảnh đó cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Anh để ý thấy một chiếc ghế vẫn còn trống, thì ra ông tài xế lái xe tải đang mắc ỉa nên không dám mạo hiểm chạy về vì sợ bị đùn. Jun liền xách hộp cơm nắm lao ra ngoài trời tuyết để giao đồ ăn cho đồng nghiệp. Vừa bước vào xe thì chú ta lại đánh một quả giấm như bom nguyên tử, còn cơm nắm giờ đã thành đá vì trời quá lạnh. Về tới trung tâm, Jun chất đồ ăn vào bếp để dự trữ. Nguồn lương thực thực phẩm chính của đoàn nghiên cứu là thực phẩm đông lạnh và đồ hộp được gửi đến bằng đường tàu. Ngoài ra anh đầu bếp còn thử trồng rau mầm và thành công ngoài mong đợi. Sau đó anh vào phòng lấy bài tập làm văn của con gái ra xem cho đỡ nhớ gia đình. Ngoài ra anh đầu bếp luôn mang trên người một chiếc túi vải nhỏ đựng chiếc răng sữa đầu tiên của con gái. Anh xem nó như mạng sống của chính mình vậy. Ngày hôm sau anh nghiên cứu sinh vô tình bị bỏng lạnh nên không thể tiếp tục hỗ trợ cho chuyên gia băng tuyết mô tô được. Thế nên Jun sẽ là người đảm đương trọng trách này bởi không còn ai có thể thay thế nữa. Ngày hôm sau anh đầu bếp được chuyên gia băng tuyết mô tô hướng dẫn đào một hố tuyết sâu trong lòng biển Nam Cực. Họ sẽ trục vớt một thỏi băng có niên đại lên tới 300 triệu năm. Vị sư mô tô bảo rằng vật thể này sẽ giúp ông viết báo cáo về khí hậu cùng mực nước biển thời tiền sử. Nó đáng giá tới 1 triệu yên nên họ phải cực kỳ cẩn thận và nhẹ nhàng. Còn 414 ngày nữa mới kết thúc chuyến công tác đầy gian truân và lạnh lẽo này nên mọi người phải tìm ra nhiều cách khác nhau để giải trí. Họ lấy nước trái cây để vẽ sân bóng chày rồi trên tuyết, tới cả cởi trần chụp hình lưu niệm trong khi nhiệt độ đang là âm 50 độ C. Anh nghiên cứu sinh là người trẻ nhất nên rất thích chơi khàm đồng nghiệp. Một buổi tối nọ anh đeo mặt nạ quỷ đi gõ cửa từng phòng để dọa mọi người, và hậu quả là bọn họ lột sạch đồ chàng trai bốn mắt rồi tống anh ra ngoài trời lạnh giá. Sau khi được tha cho thì anh lập tức gọi điện cho cờ rút ở nhà trách xem nàng có ăn binh chi linh của thằng khác không. Dù cước phí cho một phút gọi điện tương đương với 150.000 Việt Nam đồng, mắc hơn cả giá xăng hồi tháng 6, nhưng anh nghiên cứu sinh chỉ biết nói mấy câu tào lao như dạo này em có ăn rau dền không, ăn nhiều và kẻo bị táo bón em nhé.
Vì nhạt như thế nên mấy tháng sau cô cờ rút gọi điện báo là mình đã có bạn trai mới rồi và anh đừng gọi làm phiền tôi nữa. Nghe như sét đánh ngang tai, anh bốn mắt lập tức chạy ra ngoài trời giá rét gào thét tên em trong đêm nhưng em nào có hay. Sáng hôm sau, ông bác sĩ quyết định bỏ buổi tập thể dục nhịp điệu hàng ngày để lao ra trời tuyết luyện khí công vì ông ta luôn có ước mơ tranh cúp vô địch quốc gia sau khi trở về Nhật. Sau đó vài giờ đồng hồ, anh nhân viên liên lạc nghe ngóng được tin tức đợt này đồ ăn tiếp tế sẽ có tôm hùm. Và thế là Jun phải vắt óc suy nghĩ xem nên làm gì với lũ rác xác khổng lồ kia. Buổi trưa hôm đó, anh đầu bếp quyết định làm tôm hùm chiên giòn ăn kèm với nui xào hảo hạng. Một món ăn như thế thì tất nhiên là không có ai muốn bỏ phí dù chỉ một cọng dâu tôm cuối cùng. Chớp mắt một cái đã 7 tháng trôi qua nhanh chóng như chó chạy ngoài đồng, còn tôi thì đã sắp tới Tết mà chẳng có nổi 10 lít xăng trong túi. Theo lịch thì hôm nay là sinh nhật của chuyên gia băng tuyết Momo, nhưng ông mải mê làm việc mà chả nhớ tới. Jun cùng bác sĩ quyết định lấy tảng thịt bò Kobe thượng hạng đang đông lạnh ra làm món bít tết chuẩn vị Tây. Thế nhưng lửa trong nhà bếp quá nhỏ nên không thể chế biến theo cách truyền thống. Bằng kinh nghiệm của mình, anh đầu bếp đem cục thịt ra trời lạnh quét dầu lên rồi bật hộp quẹt đốt cháy nó giữa trời đông giá rét. Anh cầm miếng thịt đang bốc cháy phừng phực rượt đuổi bác sĩ. Chú tài xế đang bắt con sóc bỏ vào lọ trong xe tải phê tụt lưỡi. Nhưng khi thấy hai người chơi vui quá nên ông cũng lao đến nhập cuộc. Người ta nói bọn đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn quá không sai, đã vậy còn hay chơi ngu nữa cơ chứ, hỏi sao chết sớm hơn phụ nữ cũng là phải mà. Chạy quanh một hồi ba người cũng thấm mệt nhưng cũng may là miếng thịt vừa chín tới. Đầu bếp Jun dùng dao cắt miếng thịt ra rồi chia đều cho mọi người trước sự ngỡ ngàng của chuyên gia băng tuyết Moto. Ông không ngờ rằng mọi người không những nhớ tới sinh nhật của mình, mà còn tổ chức nó cùng hoành tráng giữa nơi chó không dám ăn đá, gà không dám ăn sỏi này. Mọi người tập trung thưởng thức loại thịt bò đắt giá nhất thế giới một cách ngon lành. Jun cũng vui không thua gì kỹ sư Moto khi thấy họ ăn sạch sẽ hết đồ anh nấu. Sau khi ăn xong, mọi người vác đàn guitar ra ca hát nhảy múa quên luôn cả giờ giấc. Anh nghiên cứu sinh dù tay vẫn còn bị thương nhưng lại là người chơi sung nhất. Ai cũng biết Nam Cực là nơi lạnh giá và hẻo lánh nhất quả địa cầu, nhưng những người đàn ông Nhật Bản này lại có thể nhóm lên ngọn lửa ấm áp đầy tình người. Tiết đồng chí cuối cùng cũng đã tới rồi, đây là thời điểm mặt trời xuống thấp nhất theo lịch Trung Quốc cổ đại. Chính vì thế ban ngày sẽ không còn nữa và ban đêm sẽ kéo dài liên tục cho đến tháng 1 năm sau. Lúc này những người đàn ông vui nhộn mặc âu phục chỉnh tề để chuẩn bị ăn mừng dịp đặc biệt này. Trong lúc đó Jun và bếp chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn bao gồm cá chẽm chiên với mang tây đi cùng gan ngỗng hảo hạng từ Pháp. Anh nghiên cứu sinh bận bịu phục vụ chạy bàn để hỗ trợ anh đầu bếp. Thời gian đếm ngược còn 235 ngày nữa là đoàn nghiên cứu có thể về đoàn tụ với gia đình. Thế là họ lại tiếp tục mở tiệc với món cua hoàng đế hấp bia Đan Mạch. Ăn ngon là thế nhưng chuyên gia tai cho vẫn luôn bị ám ảnh bởi món ramen mà Naruto hay ăn. Nửa đêm ông gõ cửa phòng đầu bếp Jun năn nỉ anh nấu cho mình ăn nhưng anh bảo mì đã hết sạch. Người ta chưa tiếp tế lương thực mà ở đây thì không tự làm mì được. Kỹ sư Moto biết chuyện liền nảy ra ý tưởng thí nghiệm lấy bột men trộn với nước. Ông hy vọng tạo ra cọng mì ăn tạm bợ. Cuối cùng họ đã thành công trong việc làm ra một cục bột đủ cho 8 người cùng ăn. Jun bỏ nó vào bịch ni lông rồi nhào bột cho thật mịn bằng cách nhún nhảy trước khi lấy cây ra cán bột. Sau đó anh dùng dao cắt từng sợi cho thật đều rồi thả vào nồi nước rồi để trụng. Trong một buổi anh đã chế biến xong món mì ramen truyền thống gồm thịt heo cắt lát, rau cải và chả cá thơm nước lỗ mũi. Khi tai cho húp một muỗng nước rồi ăn một gắp mì, ông cảm giác như mình trở lại 10 tuổi. Những người khác cũng húp lấy húp để không chừa một giọt nước dùng nào. Nghiên cứu sinh cùng chuyên gia khí tượng chạy vào bảo mọi người rằng ngoài kia đang có cực quang đẹp lung linh trên trời nhưng không ai thèm quan tâm bởi họ đang bận thưởng thức món ăn tuyệt vời nhất trên đời. Dù có cả kho báu hải tặc ngoài kia thì cũng không thể so được với mì ramen, chứ huống hồ gì là cực quang ảo mà Canada vì tao có đang đi cảnh đâu mà ngắm phê. Những ngày tháng hạnh phúc bỗng bị phá tan bởi sự ích kỷ của một thành viên giấu tên. Chuyên gia khí tượng ghi ra báo cáo dạo này có người đang xài nước một cách phung phí, hơn nữa ông đã chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng trong suốt 3 năm ròng rã để quan sát hiện tượng biến đổi khí hậu sắp sửa diễn ra. Do đó, Hisa cần người này lái xe chở mình ra ngoài để thực hiện nghiên cứu, nếu không mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Thế nhưng lúc này, ông tài xế lại cáo bệnh và nhất quyết không rời phòng nửa bước. Cảm thấy bứt rứt khó chịu nên chuyên gia khí tượng đến gõ cửa phòng ông tài xế, đáp lại là không có đến một tiếng trả lời. Trên đường quay về phòng ông lại phát hiện có tiếng dội nước trong nhà vệ sinh. Thì ra chính ông tài xế đã giả vờ bị bệnh và trốn trong nhà vệ sinh để lãng phí nước. Không kìm hãm được cơn tức giận, Hisa rượt đồng nghiệp của mình chạy có cờ. Ông tài xế trần truồng chạy đến nơi mà Jun cùng kỹ sư Moto đang làm việc. Lúc này họ đang cầm thỏi băng trị giá cả gia tài trên tay nên không dám động đậy. Trong lúc giằng co qua lại, chiếc răng của con gái anh đầu bếp đã bị rơi xuống hố băng. Vì mất đi vật quan trọng như thế khiến Jun rất buồn. Anh ta giận dỗi 7 ngày 7 đêm không thèm nấu ăn nữa. Thế nhưng khi anh bước xuống bếp thì thấy mọi người đang tất bật nấu nướng cùng nhau. Do không có ai dành chuyện bếp núc nên họ phải loay hoay mất nhiều thời gian. Giờ đây mọi người mới hiểu công việc nấu nướng cho 8 miệng ăn mỗi ngày không dễ dàng chút nào. Jun không khỏi nghẹn ngào xúc động khi gắp đồ ăn do các đồng nghiệp tự nấu lần đầu tiên.
Dù không ngon bằng mình nấu nhưng anh vẫn cảm nhận được tình cảm anh em Kheo Sơn trong từng hạt gạo. Trước lúc về lại quê hương một tháng, đài truyền hình Nhật Bản gọi điện đến trung tâm nghiên cứu để phỏng vấn các nhân vật chính và mời nhiều người tới tham gia đặt câu hỏi. Biết tin đó, vợ của Jun dắt con gái đến để nói chuyện với bố. Cô bé bảo rằng từ ngày anh đi hai mẹ con buồn lắm, ngày nào họ cũng mòn mỏi trông anh về. Còn gì tuyệt vời hơn là những người mình yêu thương vẫn còn đó và chờ đợi mình cơ chứ. Trước bữa tối cuối cùng ở Nam Cực, anh nghiên cứu sinh quyết định gọi điện tỏ tình với cô cờ giúp cũ. Vừa hay cô nàng lại mới chia tay người yêu nên họ hứa hẹn sẽ gặp nhau ở sân bay. Sau đó mọi người dọn dẹp từng ngóc ngách của trung tâm sạch đến mức kinh ngạc. Những căn phòng đầy ắp tiếng cười cùng mùi đồ ăn thơm phức của Jun giờ đây đã được trả lại sự yên bình vốn có của nó. Anh đầu bếp Bùi Mùi đứng nhìn căn bếp một lúc lâu vì không nỡ rời xa. Khi đáp xuống sân bay, người nhà của đoàn nghiên cứu đã đợi sẵn. Ai nấy đều vỡ òa sung sướng khi nhìn thấy người thân sau hơn một năm ròng rã. Anh chàng nghiên cứu sinh lần đầu gặp gái nên thẹn thùng không dám nói gì. Còn ông bác sĩ đã đạt được ý nguyện khi đạt giải nhất trong cuộc thi đua xe đạp toàn quốc. Đúng là một cái kết trọn vẹn cho tất cả các thành viên. Bộ phim Nhà bếp Nam Cực đem lại trải nghiệm ẩm thực trên phim ảnh theo một cách rất độc đáo. Dù nơi xa xôi nhất trái đất nhưng hơi ấm tình người và sức nóng của những món ăn ngon sẽ xua tan đi cái lạnh buốt xương và sự cô độc. Khi đó khoảng cách địa lý sẽ không là gì nếu trái tim ta vẫn luôn hướng về nhau. Còn bạn thì sao nào nhỉ? Nếu được sống ở một nơi lạnh lẽo như vậy nhưng có đồ ăn ngon, liệu rằng bạn có dám tới đó ở tận một năm không?